Ở buổi học hôm trước thì cô đã hướng dẫn cho các em làm 4 bài đầu tiên, là từ bài 1 đến bài 4. Của bài 1 là một hỗn số cái hệ thức lượng áp dụng trong căn nhân vuông, đúng không ạ? Tiếp theo buổi học hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm phần luyện tập của phần xoắn 1. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ bài 5. Chúng ta đã có phần bài luyện tập 1. Bài 5. Bài 5 là gì? Trong tam giác vuông với các cạnh góc vuông có độ dài là 3 và 4, kẻ đường cao tương ứng với cạnh huyền. Hãy tính đường cao này và độ dài các cái đoạn thẳng mà nó định ra ở trên cạnh huyền. Vậy ở đây là chúng ta sẽ cho tam giác vuông có các cạnh góc vuông là 3 và 4. AB bằng 3, AC bằng 4. Tính độ cao, hãy tính đường cao này và độ cao và độ dài các đoạn thẳng mà nó định ra ở trên cạnh huyền. Tức là mình phải tìm đoạn AH bằng bao nhiêu đây? Đoạn AH bằng bao nhiêu? Rồi tìm những cái đoạn này bằng bao nhiêu và đoạn này bằng bao nhiêu? Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ có như sau. Ở đây là ta có là tam giác ABC vuông tại A. Ta có cạnh góc vuông AB bằng 3, AC bằng 4. Ta có AH thì vuông góc với BC tại H. Người ta yêu cầu các em tìm xem thử đoạn AH bằng bao nhiêu, đoạn HB bằng bao nhiêu và HC bằng bao nhiêu. Vậy đối với bài này thì có nhiều cách để các em làm. Đấy, cô bảo rồi là có nhiều cách, miễn sao chúng ta ra được kết quả cuối cùng đúng là được và phương pháp đúng là được, chứ không nhất định là phải làm theo cách nào cả. Đúng không ạ? Ở đây thì đầu tiên đối với bài này thì cô sẽ tìm cạnh gì? Cô sẽ tìm cạnh BC trước. Cô sẽ tính cạnh BC trước. Vậy chúng ta sẽ có là xét cái tam giác ABC vuông tại A thì ta sẽ có là cạnh BC bình thì bằng AB bình cộng với AC bình. Cái này là theo Pythagore. Cô bảo rồi có nhiều cách. Bạn nào muốn tìm AH trước, áp dụng cái hệ thức lượng luôn là 1 trên H bình thì bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AC bình để tìm H trước cũng được, không có vấn đề gì cả em nhé. Đấy, có nhiều, cô bảo rồi có nhiều cách để các em làm. Miễn sao là cùng ra được kết quả đúng là được. Chúng ta sẽ thay số vào và chúng ta sẽ có là BC bình thì sẽ bằng là 3 bình cộng với 4 bình. 3 bình cộng với 4 bình thì nó sẽ bằng 9 cộng 16 bằng 25. Đúng chưa ạ? Mà BC là cạnh của tam giác nên suy ra BC lớn hơn 0, mà BC lớn hơn 0. Suy ra là BC sẽ bằng căn 25 và bằng 5. Sau khi tìm được BC rồi thì bây giờ cô sẽ áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để cô tìm các cạnh là BH, HC. Vậy ta áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC. Trong tam giác vuông ABC ta có cái gì ở đây? Ta có AB bình. Đấy, thì bằng BH
độ dài cạnh góc vuông thì bằng hình chiếu của nó nhân với thành huyền, tức là nhân với BC. Vậy AB bình tức là bằng 3 bình sẽ bằng BH nhân với BC, tức là nhân với 5. Đúng chưa? Vậy từ đấy các em sẽ suy ra được là BH sẽ bằng 3 bình chia cho 5. Đúng không ạ? 3 bình thì bằng 9. 9 chia 5. Vậy BH của chúng ta sẽ bằng 1,8. Em tìm được BH bằng 1,8. Mà BH cộng với HC thì bằng BC. Vậy chúng ta sẽ suy ra HC sẽ bằng BC trừ đi BH. Được chưa? BC của chúng ta tính ra bằng 5, em trừ đi BH tức là trừ đi 1,8 thì nó sẽ bằng, đi ra HC sẽ bằng 3,2. Ta đã tìm được gì? HB rồi, HC rồi. AH thì có nhiều cách, đúng không ạ? Vậy thì ta có là ta có là cái gì? 1 trên AH bình cũng được. 1 trên AH bình thì bằng 1 trên AB bình cộng với 1 trên AC bình thì chúng ta tìm ra được được AH. Hoặc là các em xét trong từng cái tam giác vuông là AHB hoặc là AHC, em áp dụng Pythagore vào cũng được. Đây có nhiều cách để chúng ta làm lắm. Ở đây thì chúng ta có là gì? 1 trên AH bình nhá. Áp dụng cái cách này nhá. Thì bằng 1 trên AB bình cộng với 1 trên AC bình. Đúng không ạ? Bình phương của 1 trên cho bình phương của cạnh huyền thì bằng 1 trên cho tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây ta sẽ có là 1 trên AH bình sẽ bằng 1/3 bình, tức là bằng 1/9 cộng với 1/4 bình, tức là cộng với 1/16. Đấy. Vậy chúng ta có 1/9 cộng với 1/16 thì bằng 25/144. Được chưa? Vậy thì chúng ta muốn tìm AH thì ta viết tiếp lên đây. Vậy suy ra AH bình sẽ bằng 144/25. Vậy chúng ta sẽ có AH sẽ bằng căn của 144/25 và các em bấm thôi. Căn của 144/25. Vậy thì nó sẽ bằng là 12/5. AH chúng ta bằng 12/5. Có nhiều cách để chúng ta làm, miễn sao là kết quả đúng là được. Đấy, cô nhắc lại là như thế. Như thế chúng ta vừa hoàn thành xong bài 5. Bây giờ chúng ta sẽ xóa phần này đi để chúng ta sang bài tiếp theo là bài số 6. Ta có gì? Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 1/2. Tính các cạnh của góc vuông của tam giác vuông này, chia cạnh huyền thành hai cạnh có độ dài là 1/2. Đấy. Và tính độ dài các cạnh góc vuông. Người ta đang hỏi độ dài cạnh góc vuông bao nhiêu. Đúng không ạ? Rồi ở đây thì chúng ta có giả thiết như sau. Mình cho tam giác là tam giác ABC có góc A bằng 90 độ đi. AH thì nó vuông góc với BC tại H, sao cho là BH bằng 1 cm bằng 1 và HC thì bằng 2. Đấy. Bây giờ kết luận. Kết luận là gì? Tìm AB bằng bao nhiêu và AC bằng bao nhiêu. Đúng không ạ? Vậy tính độ dài cạnh góc vuông này,
Thì đầu tiên chúng ta hãy tìm cạnh BC. Chúng ta sẽ giải như sau. Ta có này là BC thì bằng BH cộng với đoạn HC, đúng không ạ? Vậy BC sẽ bằng 1 cộng với 2 và BC bằng 3. Vậy bây giờ sau khi tìm được BC rồi thì chúng ta sẽ áp dụng hình thức lượng trong tam giác vuông và tam giác 2BC. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC có AB bình thì bằng BH nhân với lại BC. Vậy chúng ta sẽ tương đương với AB bình. BH thì đề bài cho là 1, BC chúng ta tính ra bằng 3. Vậy suy ra AB bình sẽ bằng 3. Mà AB là cạnh của góc vuông đúng không ạ? Tức là AB đúng hơn không? Vậy suy ra là AB của chúng ta sẽ bằng căn của 3. Căn 3. Tiếp theo chúng ta tương tự chúng ta sẽ có cái thứ hai. Là ta có cái gì ở đây? AC bình thì bằng HC nhân với lại BC, đúng chưa ạ? Vậy nên tương đương với lại là AC bình thì bằng HC của chúng ta chính là bằng 4 nhân với BC của chúng ta là HC của chúng ta là chính bằng 2, BC của chúng ta chính bằng 3, đúng không ạ? BC chúng ta tính ra bằng 3, còn HC theo đề bài thì bằng 2. Vậy thì đây thì em sẽ suy ra là nó sẽ tương đương với AC bình thì bằng 6. Mà AC là cạnh của góc vuông đúng không ạ? AC lớn hơn 0. Vậy suy ra độ dài AC sẽ bằng căn 6. Đấy. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang bài tiếp theo là chúng ta sang bài số 7. Chúng ta sẽ xóa phần này đi để sang bài số 7. Bài số 7 là gì? Người ta đưa ra hai cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn thẳng AB, tức là x bình bằng A nhân với B như sau. Có cái cách thứ nhất và cách thứ hai. Dựa vào hệ thức 1 và 2, hãy chứng minh các hình vẽ trên là đúng. Gợi ý, nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng một nửa cạnh đó thì tam giác đó là tam giác vuông. Rồi ở đây là chúng ta có bài 7, cái cách thứ nhất họ dựng hình. Cách 1 họ dựng x như sau. Ở đây thì các em nhìn vào hình ở trong sách giáo khoa nhé. Cô vẽ tượng trưng lên đây thôi. Đấy. Cách thứ nhất người ta vẽ x bình bằng A nhân với B là người ta vẽ như này. Bây giờ các em cần chúng ta cần phải chứng minh cái gì? Chúng ta cần phải chứng minh từ cái hình vẽ này ta phải chứng minh được là x bình bằng A nhân B thì tức là cái cách vẽ của họ là đúng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ đặt tên hình như sau. Đây các em đặt đây là A, đây là B, đây là C. Xong rồi chúng ta nối vào. Đúng không? Được chưa ạ? Em nối tiếp A với O. Nối tiếp A với O. Đấy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xét tam giác ABC.
xếp tam giác ABC. Có này. Thứ nhất là OB bằng OC cùng bằng bán kính R, đúng không ạ? Cùng bằng bán kính R. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra O là trung điểm. Của BC. Đúng chưa? O là trung điểm. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là gì? AO là trung tuyến. Ứng với cạnh BC. Của cái tam giác ABC. Đúng không ạ? Chúng ta suy ra O là trung điểm thì chúng ta sẽ suy ra là AO chính là trung tuyến ứng với cạnh BC của cái tam giác ABC. Vậy AO là trung tuyến thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Chúng ta có như nào? Thứ hai là vì gì? Chúng ta lại tiếp tục có là cái gì ở đây? Là OA lại bằng OB lại bằng OC cũng bằng R hoặc là mà OA bằng OB bằng OC cùng bằng R. Suy ra gì? OA thì nó sẽ bằng là gì? Đoạn BC chia cho 2. BC từ B đến C thì bằng 2 lần R, từ đây đến đây bằng 2 lần R. Chia cho 2 ra bằng R, tức là OA chính bằng BC trên 2. OA bằng BC trên 2. Nên chúng ta sẽ suy ra được là gì? Là cái tam giác ABC là tam giác vuông. Tại đâu? Tại A. Vì sao? Vì trung tuyến AO này ứng với cạnh gì đây? Ứng với cạnh BC. Nó bằng 1/2 BC. Đúng không ạ? Trung tuyến AO ứng với cạnh BC bằng 1/2 BC. Suy ra là tam giác ABC là tam giác vuông tại A. Vậy sau khi mình chứng minh được tam giác vuông ABC vuông tại A rồi thì bây giờ mình xét hoặc là áp dụng hệ thức lượng hoặc là xét tam giác vuông tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH thì nó có cái gì ở đây? Xét tam giác ABC vuông tại A đường cao AH có ta có là gì? Một hoặc là chúng ta sẽ có AH thì nó sẽ bằng là HB nhân với HC, đúng chưa? Theo hệ thức lượng trong tam giác vuông. Vậy có phải là chúng ta có AH thì bằng X, còn HB nhân với HC thì là bằng A nhân với B không? Đấy. Xin lỗi các em, có AH bình chứ. AH bình tức là bằng bình phương của đường cao thì bằng tích của hai cái hình chiếu, tức là X bình thì bằng A nhân với B. Và đây chính là điều phải chứng minh, tức là cái hình này là đúng rồi. Đây chính là điều phải chứng minh rồi đây. Chúng ta đã chứng minh được cái cách dựng này là đúng. X bình thì bằng A nhân với B. Bây giờ tương tự như thế, chúng ta cùng xem cái cách thứ hai. Cách thứ hai thì như thế nào mà lại đúng các em nhé. Cách thứ hai
cái hai cô vẽ cái hình ở trên bảng. Thì đầu tiên chúng ta cũng xét trong cái tam giác ABC có OB bằng OC bằng R. Vậy suy ra O là trung điểm của cạnh BC. Đấy. Vậy O là trung điểm của BC thì chúng ta sẽ suy ra AO chính là đường trung tuyến ứng với cạnh BC của tam giác ABC. Đúng không ạ? Mà ta lại có gì? OA bằng OB bằng OC cùng bằng R. Vậy thì OA cũng bằng R mà đoạn từ B đến C thì bằng 2R. Vậy 2R chia cho 2 thì nó bằng R. Vậy chúng chứng tỏ là OA sẽ bằng là BC trên 2. Mà tam giác ABC chúng ta có là gì? Cái trung tuyến AO ứng với cái cạnh BC nó bằng 1 phần 2 BC. Vậy ta sẽ suy ra là tam giác ABC là tam giác vuông tại A. Đây, cô lấy luôn cái cách thứ nhất B luôn ở đây để đỡ phải làm, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét trong tam giác vuông. ABC vuông tại A có đường cao A thì ta sẽ có gì? Ta sẽ có là bình phương của cái cạnh góc vuông, tức là AB bình thì bằng độ lớn hình chiếu của nó. Độ lớn hình chiếu của nó chính bằng BH nhân với cạnh nguyền, tức là nhân với cạnh BC. Đấy, cái này là cũng theo gì các em? Cái theo hệ thức lượng của áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông. Và cái này là theo định lý 1 đây. Theo định lý 1 của hệ thức lượng đây. Mà AB bình của chúng ta chính bằng x bình, đúng chưa ạ? BH thì bằng A và BC thì bằng B. Và cái này sau khi chứng minh ra thì chúng ta thấy chúng ta đã chứng minh được là x bình bằng A nhân B. Vậy cách lượng này là cũng thỏa mãn cái yêu cầu của đề bài, cũng chính là cái điều mà chúng ta cần phải chứng minh, đúng không ạ? Chúng ta đã chứng minh được cái cách lượng của họ. Họ muốn dựng x bình bằng A nhân B, họ dựng như này. Và ta chứng minh được là nó đúng. Sau khi chúng ta vẽ hình ra, chúng ta chứng minh thì đúng là nó đúng là kết quả như yêu cầu của đề bài chúng ta vẽ, đúng chưa? Trên đây thì cô vừa hướng dẫn cho các em làm 3 bài, là bài 5 đến 17, còn 2 bài nữa là bài 8 và bài 9. Thì các em về nghiên cứu tiếp 2 bài tiếp theo của cái phần luyện tập này, và cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em các bài tập còn lại. Hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.